Người hâm mộ Thái Lan, Như Quỳnh có thể thay Thanh Thúy giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đa dạng hơn. Đội trưởng Thanh Thúy là cái tên được nhiều người hâm mộ Thái Lan biết và yêu mến. Bên cạnh đó, Vi Thị Như Quỳnh cũng nhận được sự quan tâm của các cổ động viên xứ Chùa Vàng trong đội hình của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tại giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á, Trần Thị Thanh Thúy vẫn mang trọng trách ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Đội trưởng của đội tuyển Việt Nam đã ghi tới 110 điểm và là tuyển thủ Việt Nam duy nhất có số điểm 3 con số. Hoàng Thị Kiều Trinh tiếp tục giữ được phong độ, là người ghi điểm nhiều thứ hai của đội tuyển Việt Nam với 67 điểm. Ghi điểm nhiều thứ ba là Vi Thị Như Quỳnh. Dù không ra sân thường xuyên trong đội hình chính, Như Quỳnh vẫn ghi dấu ấn trong lối chơi của đội tuyển và ghi được 62 điểm tại giải đấu trên đất Thái. Số 16 cũng là người gây ấn tượng với người hâm mộ Thái Lan. Trên nhiều diễn đàn bóng chuyền, người hâm mộ Thái Lan đã nhắc đến Vi Thị Như Quỳnh như một ngôi sao mới của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, có thể chia lửa với Thanh Thúy và trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Một cổ động viên nói về Như Quỳnh trên diễn đàn Volleyball Thái Lan, một ngôi sao hy vọng của Việt Nam với phong độ xuất sắc tại giải vô địch châu Á 2023. Trong phần bình luận, hầu hết người hâm mộ Thái Lan đều bày tỏ sự yêu thích và ấn tượng với Như Quỳnh. Cô ấy tấn công 3m rất chính xác. Đúng vậy, trong trận tranh hạng 3 với Nhật Bản, cô ấy không có cơ hội. Nếu cô ấy được chơi cả trận, Nhật Bản chắc chắn thua. Chơi rất hay và tập trung. Nếu cô ấy có sự tập trung và tập luyện chăm chỉ, cô ấy có thể phát triển hơn, bật cao, lực đánh mạnh và tấn công sau vạch 3m sắc bén. Cô ấy có kỹ năng rất tốt. Cô ấy chơi rất hay. Tại sao đội tuyển Việt Nam lại để 4T gánh vác? Cô ấy có thể thay 4T giúp đội tuyển Việt Nam chơi đa dạng hơn. Trước đó, sau trận Thái Lan thắng Việt Nam tại CV League 2023 chặng 2, nhiều cổ động viên Thái Lan tỏ ra ấn tượng với số 16 Vi Thị Như Quỳnh của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong đội hình tiêu biểu của CV League 2023 chặng 2, Vi Thị Như Quỳnh được bầu là chủ công xuất sắc nhất. Danh hiệu dành cho vận động viên đang chơi cho Than Quảng Ninh là hoàn toàn xứng đáng khi cô là một trong những tay ghi điểm chủ lực của đội tuyển Việt Nam trong chặng 2. Một người hâm mộ Thái Lan tò mò hỏi về Vi Thị Như Quỳnh trên page Volleyball Thái. Trước trận đấu, tôi biết 4T ghi rất nhiều điểm. Ở trận đấu này không có 4T và đã có người thay thế, đó là số 16. Tôi không biết cô ấy tên là gì. Trong phần bình luận, hầu hết các cổ động viên Thái đều dành lời khen cho Vi Thị Như Quỳnh. Cô ấy chơi thiệt hay, vận động viên này còn nhiều tương lai. Tôi thích nữ cầu thủ này, cô ấy chơi tuyệt vời từ SEA Games năm ngoái. Phương án B quá xuất sắc, cô ấy đánh rất mạnh. Có thể thấy, người hâm mộ Thái Lan đang rất mong chờ vào những màn trình diễn trong tương lai của Vi Thị Như Quỳnh trong màu áo của đội tuyển Việt Nam và sắp tới chính là ASEAN 19. Đội tuyển Việt Nam hiện đang tập trung tại Quảng Ninh chuẩn bị cho ASEAN 19. Vào ngày 18 tháng 9, đội trưởng Thanh Thúy sẽ trở về từ Nhật Bản để hội quân cùng với đồng đội. Tại nội dung bóng chuyền tại ASEAN 19, Việt Nam nằm cùng bảng với Hàn Quốc và Nepal. Mục tiêu của bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASEAN 19 là lọt vào top 8. Theo chia sẻ của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, nếu giữ được phong độ và thêm một chút may mắn, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn tự tin hướng đến vị trí top 4.